Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành AFK. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình đu top của bang mình nha các bạn. Rồi, hiện tại đang là chỉ có top tài nguyên thôi. Bang đang ở top 8, vẫn giữ top 8 tài nguyên các bạn. Và vào chiều nay, 5 giờ thì bang sẽ bắt đầu công bố nha. Chiều nay thì bang sẽ bắt đầu công bố nha các bạn. Ok, và trước khi công bố thì tất cả các thành viên thì sẽ tranh thủ đi farm một lượt nữa các bạn. Rồi, tranh thủ đi farm một lượt nữa, sau đó thì chúng ta sẽ công bot vào trong bot sau lưng bot Tidus để bắt đầu chiếm thành tiếp. Hiện tại thì mọi người đang có mặt tại trước cổng bot Tidus rồi các bạn. Và hiện tại thì bang vẫn đang giữ vị trí top 8 trên bảng xếp hạng. Rồi cái con Tidus của mình chưa nó lên A được nên nó yếu quá. Chết là mất sao uổng các bạn. Rồi một sao nữa mới on chứ. Các bạn lưu ý nếu mình đánh sao thấp quá thì mình sẽ... Cơ bản thì đánh sao thấp quá mình sẽ bị mất lượt nha. Đánh sao thấp quá thì mình sẽ bị mất một... Mất khá khá thể lực đó các bạn. Tầm khoảng hơn một tiếng mấy hồi thể lực lại. Bởi vậy nên nhiều nhà cái Thoran mọi người hay né ra là gì vậy. Cơ bản chờ nó hồi sinh thì mình cũng mất hết 30 giây rồi. Rồi hiện tại cái này thì các bạn cũng... Sự kiện này thì các bạn không cần phải farm quá nhiều thành... Thành phố 2 với lại thành phố 1 đâu các bạn. Chúng ta chỉ cần farm đủ thị trấn 2 là sẽ đủ tầm khoảng 9k mấy, 10k tinh chất là ổn các bạn. Rồi các bạn thấy không, những ải mà có con Thoran thì mọi người đều né nè. Cơ bản các bạn đánh Thoran thì hao tài tốn củi đó, nhiều người né con Thoran các bạn. Để mình xem team 2. Team 2 có con chuột, ok. Có chuột để lấy GY bắn. Team 1 chơi sói được. Rồi, mình hiện tại đang là Agi 4.2, do đó thì đánh trấn 2 nó cũng dễ các bạn. Vấn đề là chúng ta xếp team để kiếm được 3 sao. Và thường thường thì mình sẽ để auto hoặc là không có nhân 4 tốc độ lên các bạn, mình sẽ để auto thôi hoặc là nhân 2. Mình để tốc độ như vậy thì để mình kịp điều chỉnh nếu mà có sai sót gì đó các bạn. Để nhanh quá có sai sót gì đó thì mình không kịp điều chỉnh được. Và tất nhiên hiện tại mình đang có một team, mình đang giữ food, không xài tới food của team này các bạn. Đó các bạn có thể thấy là food đang lên 220 mấy rồi. Team này là food gần như mình không xài ha. Mình tích phút team này để làm team đam bot chính các bạn. Và tất nhiên là mình sẽ còn vài team phụ nữa. Nhưng team mấy team đó không phải là team đam bot chính. Còn team Lucretia của mình là team đam bot chính. Với Lucretia thì hết sự kiện chắc nhẹ nhàng cũng hơn được 20 tỷ đam các bạn. Với việc tích phút từ đầu thì có thể sẽ hơn 20 tỷ đam rồi được 3 sao. Tinh chất chỉ mới 6k mấy thôi các bạn. Mình ăn một thành nữa thì nó sẽ lên được một ít ha. Tuy nhiên thể lực hiện tại nó đang hơi bị trên nè. Do lúc nãy mình bị một sao các bạn. Mình không bị một sao là mình có thể ăn luôn cái thành tiếp theo rồi. Không sao, có gì thì để AFK để... Mình sẽ AFK các bạn, AFK để đục bot tay đó xong rồi mình sẽ vào trong. Đây, hiện tại bang đã đóng cổng trước bot tay đó rất lâu rồi các bạn. Từ trưa ngày hôm qua, ngày thứ hai thì mọi người đã tới đây. Rồi, cái việc mà các bạn xếp hạng tinh chất cao
Thì cái này nó đồng nghĩa với việc là team mình sẽ thăng tiến sức mạnh, bang sẽ thăng tiến sức mạnh nhanh các bạn. Thăng tiến sức mạnh nhanh thì sẽ đục cộng boost nhanh, cộng với đó là việc farm nhanh. Và với việc farm nhanh thì chúng ta sẽ nâng thánh vật lên nhanh các bạn. Rồi, ưu tiên nâng thánh vật lên, 4 thánh vật làm nhiệm vụ để lên bậc à. Mình làm nhiệm vụ để lên bậc. Là nhiệm vụ lên bậc. Sau khi lên bậc thì chúng ta sẽ tăng thêm số lượng anh hùng add vào. Đó là mình sẽ add. Như vậy thì chúng ta có thể sẽ add sớm anh hùng vào các bạn. Tăng thêm lượng food anh hùng chúng ta có. Thì sau khi đánh boss thì chúng ta sẽ có lượng food dồi dào. Tất nhiên lượng đam nó sẽ tăng. Và đây là ý nghĩa của cái việc mà khi chúng ta farm nhanh các bạn. Farm nhanh thì chúng ta sẽ lên bậc nhanh. Rồi chúng ta sẽ add tướng nhanh vào. Rồi chúng ta tiếp cận boss nhanh nữa các bạn. Thời điểm chúng ta đánh boss thì sớm hơn những người khác, những người farm chậm. Mình show cho các bạn xem tem đam boss chính của mình là tem như phía dưới nha. Lucretia, Song Sinh, Ren, Rezu với lại con Motas là tem đam boss chính. Hiện tại thì nếu mà hợp sức có thể ăn được thành phố 2 các bạn, nhưng mà không nên, tại vì thành phố 2 thì mỗi người chỉ nên ăn một thành thôi. Cả ba, mà nếu mà có một người ăn nhiều quá thì những người khác sẽ bị thọt, không có để ăn các bạn. Kể cả thành phố 1 cũng chỉ ăn tầm khoảng 8 9 thành là đủ, đủ để làm nhiệm vụ thôi các bạn, không nên ăn quá nhiều. Thì trong 2 là quá đủ rồi, tại vì khi các bạn ăn quá nhiều thì chúng ta sẽ phí phạm food các bạn. Chúng ta để dành thịt để sau này chúng ta vào boss chúng ta đam. Mình farm hơi fail một chút, có mấy lần mấy thành mình farm bị hụt. Do đó thì lượng tinh chất mình không cao. Các thành viên trong bang có một số bạn đã 6k mấy gần 7k tinh chất rồi các bạn. Rồi, mọi người thì bỏ hết làng 3, chuyển sang bỏ thị trấn 1 để chiếm thị trấn 2 là số lượng tinh chất nó sẽ tăng. Và nhiều bạn hiện tại đã được 7k mấy tinh chất rồi. Hiện tại mình chỉ có được 3 cái thành phố 1 nè. Rồi 2, 4, 6, 8, 10. Mấy 10 cái trấn 2, do đó thì nó hơi thấp các bạn. Thậm chí mình còn một đất ở đây. Với lại một ô đang trống nữa. Rồi, mình sẽ đợi hồi phút lại mình đem tiếp cái thị trấn 2 nữa các bạn, là mình sẽ AFK để vào trong mình đem. Ok, mình sẽ cập nhật tình hình đua top liên tục cho các bạn xem ha. Vào chiều nay thì bang sẽ tiến hành công bố này các bạn. Rồi, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.